tổ chức ban giám khảo cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2021 với chủ đề cuốn sách tôi yêu. Em xin tự giới thiệu, em là Phạm Thị Khí Linh, học sinh lớp 8C3, trường trung học cơ sở xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Lời đầu tiên em xin gửi đến quý vị đang xem video này lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Xin chúc cuộc thi thành công rực rỡ. Đến với cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2021 với chủ đề cuốn sách tôi yêu, em xin giới thiệu tới quý vị một cuốn sách vô cùng ý nghĩa, Chiếc kính thiên thần của tác giả Duy Tuệ, do nhà xuất bản Lao động, công ty Minh Triết ấn hành. Sách được in trên khổ 15x23cm, được xuất bản vào năm 2013. Mỗi tập với hơn 100 trang sách là tập hợp của 38 câu chuyện nhỏ, giúp ích cho chúng em rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày. Mở đầu cuốn sách là những chia sẻ đầy ý nghĩa của các bạn học sinh sau khi đã học được nhiều bài học quý giá. Bài học hy sinh đã cho cháu biết phải biết hy sinh cái nhỏ để hoàn thành cái lớn. Hy sinh có thể thay đổi cuộc đời mình. Em Trần Đặng Thế Hoàng, học sinh lớp 5 trường tiểu học Hoàng Hà, Thanh Hóa. Như một chia sẻ giản dị và gần gũi, Chiếc cánh thiên thần sẽ là hành trang giúp cho các em khám phá thế giới rộng lớn và tươi đẹp này. Các bạn thân mến, ở lứa tuổi học sinh chúng ta, nhiệm vụ chính là học tập. Vì vậy, các bạn nên dồn hết thời gian, tâm huyết và ý chí của mình vào việc học tập. Vì chỉ có học tập mới có thể đem lại chúng ta sự hiểu biết, nguồn kiến thức vô tận, kỹ năng giao tiếp và ứng xử hàng ngày. Việc học quan trọng như vậy nhưng đôi khi thật nhàm chán và mệt mỏi, đúng không? Bài số 1, chìa khóa mở kho tàng tri thức. Và bài số 2, làm thế nào để hết mệt và hết lời học sẽ giúp các bạn học tập một cách thú vị, nhanh và hiệu quả hơn nhiều. Không ai có thể một mình tồn tại trên đời, mọi người đều phải nương tựa vào nhau để sống. Từ bát cơm ta ăn, quần áo ta mặc, tất cả những gì ta có đều là mồ hôi công sức của mọi người xung quanh. Bài học về biết cảm ơn sẽ dạy cho các bạn về phép lịch sự, lòng biết ơn, trao yêu thương, nhận hạnh phúc. Cái ta trao không chỉ là vật chất như một món quà mà còn là một lời động viên, sự quan tâm mọi người. Suy nghĩ tốt, hành động tốt sẽ giúp các bạn bồi dưỡng thêm về tâm hồn cao đẹp, lòng nhân ái và lòng vị tha. Về những chiến công lịch sử, những vị anh hùng đã thầm lặng hy sinh, mà ta còn cảm thấy tự hào về mảnh đất giàu tài nguyên, thiên nhiên hùng vĩ và yên bình này. Yêu quê hương, đồng thời ta yêu ngôn ngữ dân tộc. Các bạn biết không, trong suốt quá trình hình thành và phát triển, tiếng Việt càng trở nên giàu đẹp qua những câu ca dao tục ngữ. Qua những câu ca dao tục ngữ đầy ý nghĩa, những bài học sẽ trở nên thú vị, sống động mà không hề khô khan. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng. Hai câu này khuyên con người nên biết ơn sự giúp đỡ của người khác. Khi có ai đã giúp đỡ con hãy luôn ghi nhớ và tri ân họ. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Con hãy biết sống đoàn kết, biết đợi bản thân mình trong sự phát triển chung của các bạn trong lớp để trở thành một tập thể vững mạnh và phát triển nhất. Tác giả Duy Tuệ thật khéo léo và tinh tế khi đưa những câu ca dao gần gũi, phù hợp với lứa tuổi trẻ thơ, với cách giải thích ngắn gọn mà dễ hiểu. Bài số 14, Con là người Việt Nam, và bài số 24, Yêu ca dao tục ngữ, sẽ là những trang sách chứa đầy đạo lý, tình yêu cao đẹp mà tác giả Duy Tuệ gửi gắm cho chúng ta. Nhà bác học Albert Einstein từng nói, ai cũng là thiên tài, nhưng nếu bạn đánh giá khả năng của một con cá qua khả năng trở cây của nó, sẽ sống cả đời mà nghĩ rằng mình thực sự thấp kém. Chính vì vậy, ta không cần phải cảm thấy mình thua kém hơn người khác, phải có lòng tin vào khả năng của bản thân mình. Bên cạnh đó, cần biết bồi dưỡng thêm đạo đức, biết thương người và không nói dối, biết sống trong kỷ luật, biết tập tiết kiệm ngay từ nhỏ. Và đặc biệt hơn nữa, chúng ta cần phải biết quan sát những điều lý thú từ trong cuộc sống xung quanh. Hãy tìm và cảm nhận những điều lý thú đó qua những trang sách trong cuốn Chiếc cánh thiên thần của tác giả Duy Tuệ. Tri thức là sức mạnh, những cuốn sách hay như những kho báu quý giá của nhân loại. Chúng ta cần phải biết chọn đọc những cuốn sách hay, và mình tin rằng Chiếc cánh thiên thần của tác giả Duy Tuệ sẽ là một cuốn sách đầu giường hay là người bạn đồng hành cùng với chúng ta chuẩn bị hành trang khám phá thế giới đẹp đẽ này. Đến đây thì phần giới thiệu sách của mình xin phép được khép lại. Xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến những bạn đã xem video này. Nếu các bạn thấy hay và bổ ích, đừng quên nhấn like, chia sẻ để mình chọn cho mình nhé. Tạm biệt các bạn.